cuộc chiến phong thủy giữa Lý Gia và các tập đoàn. Huyền thoại tài chính JP Morgan đã từng nói câu này: Millionaires don't use astrology, billionaires do. Nghĩa là triệu phú thì không dùng đến chiêm tinh học, nhưng tỷ phú thì có. Thực vậy, tất cả doanh nhân thế giới đều giàu lên từ bất động sản, và đã làm bất động sản thì họ luôn tin phong thủy. Ngay cả Trump cũng rất tin phong thủy. Ngay tại trung tâm tài chính Hong Kong có 4 tòa nhà lớn nhất là Tháp Trung Ngân thuộc Ngân hàng Trung Quốc Bank of China, tòa nhà trung tâm tập đoàn Trường Giang Cheung Kong Center của Lý Gia Thành, tòa ngân hàng HSBC, tòa nhà ngân hàng Standard Chartered. HSBC tiến vào Hong Kong năm 1865, theo chân Anh Quốc, đã nhanh chóng hút toàn bộ tài nguyên, dòng tiền về mình, thậm chí kiểm soát được cả việc phát hành đồng tiền Hong Kong. Và sau này, có đến 3 đơn vị phát hành tiền Hong Kong, không chỉ HSBC. Lúc đó, chính quyền Trung Quốc đã nhận thấy tiềm năng này và muốn phải có một vị thế tương tự như tòa HSBC tại trung tâm Hong Kong trong tương lai. Vào đầu những năm 1980, Ngân hàng Trung Quốc đã ưa thích địa điểm của tòa nhà Murray cũ gần trụ sở chính của HSBC. Khi đó, chính quyền Hồng Kông thuộc Anh đã bán khu đất này với giá rẻ nhằm tỏ lòng ưu ái với chính quyền Bắc Kinh, nhưng lại tự chuốc họa vào thân. Sau này, chính tòa nhà ngân hàng Trung Quốc này đã hút hơn 50% tài lực. HSBC đã giảm đáng kể từ khi tòa nhà này được khánh thành. Tòa nhà này chính là tháp trung ngân, đại bản doanh của Bank of China, thiết kế 3 mặt như lưỡi dao sắc lạnh, hoàn thành vào năm 1989 với chiều cao 70 tầng, ngoại hình độc đáo, khí thế hùng vĩ. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi, nó xứng đáng được coi là tác phẩm thành công của kiến trúc sư Pei, đại diện cho một lối kiến trúc bước ngoặt khác ở Hương Cảng đã ra đời. Tuy nhiên, các bậc thầy phong thủy địa phương đã lạnh người sau khi nhìn thấy nó, bởi vì tòa nhà bằng kính và thép này giống như một ngọn đao ba lưỡi sắc bén mang hàn quang tứ xạ, chiếu sát khí lạnh lùng của nó ra tứ phương. Ba lưỡi đao này đồng thời chĩa vào phủ thống đốc, căn cứ quân đội Anh ở Hồng Kông, trụ sở HSBC ở phía đối diện, dẫn sát khí vào người đứng đầu quân đội và tài chính Hồng Kông. Phủ thống đốc vội vàng trồng một vài cây liễu ở hướng đối diện tháp Trung Ngân để ngăn chặn tà ma. Sau đó tại Hoa Viên lại xây dựng một đài phun nước xoay chuyển, ngụ ý là thời lai vận chuyển. Tuy nhiên, do sát khí quá lớn, những cây liễu đó chẳng bao lâu đã chết và phủ thống đốc đã phải trồng lại hàng cây liễu mới. Ngân hàng HSBC bên cạnh lúc đầu không quan tâm vì họ đang trên đỉnh cao. Tuy nhiên, kể từ khi hoàn thành tháp Trung Ngân, hiệu quả hoạt động của HSBC bắt đầu giảm sút một cách khó hiểu. Vì vậy, HSBC không thể ngồi yên và nhanh chóng hỏi ý kiến một thầy phong thủy là Thái Bá Lệ. HSBC nhanh chóng bố trí 2 khẩu pháo bằng thép dài 17 mét trên tầng cao nhất, nòng pháo nhắm trực diện vào tháp Trung Ngân. Hình thành thế, đao pháo đối chiến mới hóa giải được nguy cơ, phía dưới đặt 2 tượng sư tử bằng đồng để gia tăng khí thế. Những người am hiểu phong thủy nói rằng điều này có nghĩa là đao lai pháo vãng được sử dụng để phản khắc lưỡi đao sắc lạnh của ngân hàng Trung Quốc, và sau đó hoạt động của HSBC đã được cải thiện. Một năm nọ, một cơn bão đã thổi lệch khẩu đại bác trên tầng cao của ngân hàng HSBC, nòng pháo lệch vào ngân hàng Standard Chartered. Đây không phải là một chuyện nhỏ, một lá thư của luật sư từ ngân hàng Standard Chartered đã được gửi đến ngân hàng HSBC yêu cầu định hạn sửa chữa. Có vẻ như mọi người đều rất tin vào phong thủy. Tòa nhà trung tâm tập đoàn Trường Giang của Lý Gia Thành nằm giữa hai đại lầu này có gì náo nhiệt? Vào đầu những năm 1990, chính phủ Hồng Kông đã cấp cho Lý Gia Thành một khối phong thủy bảo địa, là mảnh đất nằm giữa tháp Trung Ngân và tòa HSBC. Vị thế, đao kề cổ, pháo thọc lưng, Lý Gia Thành đã phải mời đến 2 phong thủy sư nổi tiếng cố vấn cho mình là Trần Lãng và Thái Bá Lệ, cuối cùng cũng khánh thành tòa nhà. Nhà thiết kế tòa nhà Cesar Pelli khi làm việc với ông chia sẻ lại cùng tạp chí rằng Lý Gia Thành rất giỏi về phong thủy. Tòa nhà này được xây dựng thành một điêu bảo phong thủy gọi là tứ phương đài thuẫn hình, nghĩa là cái khiên chắn tứ phía, tứ diện nghệ mật bế trên được bao phủ bằng tỏa tử giáp. Toàn thân tòa nhà đều được làm bằng kính chống đạn, có thể nói là vô cùng tốn kém. Tòa nhà hình hộp vuông vức có thể chống lại sát khí của tháp Trung Ngân. Kỳ thực, nó không chỉ là một hình vuông, mà 4 mặt tòa nhà
các góc cạnh đều được làm nhẵn. Một số thầy phong thủy nhận xét rằng điều này là để tránh quá sắc bén, sẽ va chạm với trung ngân. Ngoài ra, tòa nhà được bao bọc bởi kính chống đạn để làm lá chắn, che chắn tác hại từ bên ngoài. Nhìn bên ngoài, nó trông giống như một pháo đài bằng sắt và thép. Chiều cao 22-83m của tòa nhà trung tâm tập đoàn Trường Giang cũng rất đặc biệt. Tòa nhà trung tâm tập đoàn Trường Giang nên cao hơn trụ sở chính của HSBC bên cạnh nó 1.79m, nhưng nên thấp hơn tháp trung ngân ở phía bên kia 1.79m. Nếu từ tháp trung ngân và HSBC vẽ một đường chéo từ đỉnh cao nhất, thì đỉnh của trung tâm tập đoàn Trường Giang nằm bên dưới đường chéo này. Thầy phong thủy lý giải, điều này chính là để tránh điểm tương giao giữa đao và pháo, và quả thực là đáng đồng tiền bát gạo. Với trang bị bất khả xâm phạm này, tập đoàn Trường Giang đã sống sót giữa đao khảm pháo oanh. Ngôi vị người giàu nhất Lý Gia Thành đã ngồi trên đó bao nhiêu năm, ổn, ổn như Thái Sơn. Sau khi tòa nhà trung tâm tập đoàn Trường Giang hoàn thành, nó không bị ảnh hưởng bởi hai tòa nhà bên cạnh và sự nghiệp của Lý Gia Thành như mặt trời giữa trưa. Người đời còn nói đùa rằng, các người đao thương kiếm vũ, ta đây sân vắng tản bộ. Phần 7 sẽ đến lượt lối xây phong thủy của Hà Hồng Sân. Nếu thấy hay, hãy like, share cho nhiều người được đọc. Cũng là cách tích âm đức mặt tri thức và là động lực để mình chia sẻ thêm nhiều bài viết hay gửi đến anh em.